đánh một con này là sẽ trúng là 8.000 kiếp nè, hai con này sẽ trúng 160.000 kiếp, và con số thì người ta in là, ví dụ con số 26 là con khủng long hay con gì đó, con 12 là con ngựa nè, 11 là con chó nè, số 10 là con rắn. Đây là một chén mắm của Lào, cái kèo mắm á, của nước Lào á, mắm của nước Lào là như thế này nè cô bác anh chị, và người ta sẽ có đậu đũa như thế này, người ta cắt sẵn như thế này cho mình, rồi sau đó mình sẽ quẹt vô đây, quẹt miếng mắm như thế này, mình sẽ ăn như thế này. Đây là ngón cầm này thiếu, đầu này mình cắn nè, mình ăn đầu này á thì mình sẽ quay trở lại như thế này. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Viên Chăn của đất nước Lào. Và đây là một cái khu quán ăn dĩa hè của đất nước Lào mà rất là đặc sắc luôn cô bác quý anh chị. Đó là những cái đồ nướng như thế này nè. Và ở đây, ở đây là như là gồm có gà nướng nè. Ở đây là gồm có gà nướng nè, đùi gà nướng á cô bác quý anh chị. Rồi đồ lòng gà, rồi cá, thậm chí là cá như thế này. Và người ta sẽ ăn kèm với lại rau xào như thế này, hoặc là những cái nước chấm như thế này. Và thành phần không thể thiếu đó là đậu đũa, người ta sẽ chấm vô này, người ta sẽ kẹp ăn với này, và đặc biệt là người ta sẽ ăn với lại nếp. Và người ta nấu nước, nấu nếp ở đây nè cô bác anh chị. Đó, người ta sẽ hấp lên, có nghĩa là người ta sẽ dùng cái hơi nước á, người ta nấu lên, hơi nước nó bốc lên và nó hấp lên, người ta sẽ để ở tại nơi này. Chị này thì ở đây thì không có bán ăn tại chỗ, chị có bán đem về thôi. Người ta bán ở đây, người ta rất là, có nghĩa là mình mua thì mình đem về mình ăn, cho chị không có bán ăn tại chỗ. How much? 75. Sắp phương gì vậy? Người ta sẽ quấn vô một cái lá chuối như vậy đó, người ta sẽ lót lên, sau đó thì đó là những cái cách thường ngày của người Lào ăn đó cô bác quý anh chị. Người ta thích ăn bốc, gọi là xôi nấm, người ta sẽ chấm vào nước chấm ăn. Thì mình thì không có quen ăn thì rất là ngán. Và để hiểu rõ thêm về cái ẩm thực người Lào thì Bùi Hồ sẽ chạy lại đằng một cái quán, người ta sẽ bán cơm trắng với lại ăn một cái món đặc sắc của người Lào, đó là tôm sụm nha cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Nay thì cũng 12 giờ hơn và Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại thủ đô Viên Chăn của nước Lào. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn review cho cô bác quý anh chị một buổi trưa tại thủ đô Viên Chăn là như thế nào, gọi những cái món đặc sản Lào cho cô bác quý anh chị xem luôn. Thì đầu tiên cái món mà đặc sản của Lào á, thì khi đến Lào thì các cô bác quý anh chị sẽ phải ăn cái món này. Món này là một cái món đặc sản ở Lào, người ta gọi là tôm sụm. Món tôm sụm này á, thì lúc nãy Bùi Hồ kêu cái menu là bao nhiêu tiền của người ta. Hello sir, menu. Đây, ở đây thì gồm có là cà chua, cà, đu đủ, và đặc biệt là đu đủ là cái món chính, với lại mắm của Lào nha cô bác quý anh chị, với lại đậu phộng. Thank you.
đây là cái menu của quán nè. Thì cái món này là có giá là, đây là cái món của Lào này cô bác quý chị đó, nó sẽ có giá hết à, và giá thì nó sẽ nằm ở trên đây ha. Đó. Đây là một cái ngay tại thủ đô Viên Chăn luôn. Món thứ nhất là tôm sụn Bùi Hồ muốn giới thiệu ha. Món thứ hai là cơm. Cơm ở đây thì có giá nó khoảng 20-30 ngàn kiếp Lào, cô bác quý chị khoảng 40-50 ngàn tiền Việt Nam á. Thì ở đây ăn với lại thịt heo, thịt gà, thịt này là thịt gà, cơm thịt gà với lại rau hún lủi gì á, với lại dài này dĩa này 50 ngàn và một dĩa cơm thêm thì nó khoảng 10 ngàn kiếp. Và đặc biệt á thì Bùi Hồ sẽ ăn một miếng cơm cho cô bác quý anh chị sẽ ăn như thế này ha. Ở Lào á thì đa số người ta ăn nếp, đa số là người ta sẽ ăn nếp. Nước Lào mà là một cái nước mà ăn nếp, ăn gạo nếp nhiều nhất nước Việt Nam. Ở đây là cái cơm này, cơm thì ăn sẽ một miếng. Như là rau húng lủi và được khẩu vị ăn ở Lào cũng khá là cay, cay và mặn. Cái điều bỡ ngỡ thứ hai á, là Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị á, là khi ăn cái món tôm sụm này nè, đây là một chén mắm của Lào, cái keo mắm á của nước Lào á, mắm của nước Lào là như thế này nè cô bác quý anh chị, và người ta sẽ có đậu đũa như thế này, người ta cắt sẵn như thế này cho mình. Sau đó mình sẽ quẹt vô đây để nắm như thế này, mình sẽ ăn như thế này. Đây là món cơm này thiếu đầu này mình cắn nè, mình ăn đầu này á thì mình sẽ quay trở lại như thế này, hoặc là một ít rau, có thể là người ta sẽ quẹt rau vô với lại mắm. Đó là một cái món ăn khá là truyền thống của nước Lào. Đây ăn không quen này, nhưng mà mắm này mới vô ăn có vị nè, nhưng mà ăn càng ngày là càng ngon nha cô bác quý anh chị. Ở đây người ta thường quẹt vô như vậy, nhân thành nữ là đậu đũa là người ta sẽ cắt cho mình trước, quẹt ít ít thôi, quẹt nhiều thì nó sẽ bị mặn. Thật sự thì mình sẽ quay ngược lại cho đó, mình sẽ ăn một tí cơm. Cơm là chủ yếu là Việt Nam ăn thôi, nhưng mà người Lào thường ăn những cái món đó, những cái món súp á, món súp như là phở, bánh canh, người ta sẽ ăn kèm. Còn đây là cái món tôm sụm mà mình muốn gọi cho cô bác anh chị. Món tôm sụm này làm nên cái món tôm sụm này là không thể thiếu mắm của người Lào. Đây có vị cay và đặc biệt là vị giòn của đu đủ. Đu đủ họ làm giòn rất là ngon luôn. Vị cay nồng vừa đủ. Đặc biệt là mình thích ăn cái miếng này, cô bác không được. Đó là miếng cà. Hồi gọi mà em chỉ là có một miếng nè. Nó giống như là cái món đu đủ chầm ở Việt Nam á. Cái này là cái con cua, cua đồng. Nó là nó ăn cái vị nó rất là đậm đà. Ăn một lần bảo đảm cô bác quý anh chị gì đến Lào chưa ăn món này coi như là chưa biết gì về ẩm thực Lào. Ở Lào đa số là người dân họ ăn bóc bằng nếp mắm á, gạo nếp mắm á, ăn với thịt nướng, nhưng mà đây là một cái cách ăn khá là truyền thống của người Lào luôn. Tất cả đều tạo nên một cái hương vị rất là riêng, không phải ở nơi nào cũng có. Ở Lào là cái món này á, bữa ăn là phổ biến lắm. Một bữa cơm Bùi Hồ ăn như thế này vào buổi trưa thì nó khoảng 60-70 ngàn kiếp, khoảng 60 ngàn kiếp.
Hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác và anh chị một cái ẩm thực khá là hay tại Lào. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào, được mệnh danh là một trong những đất nước triệu voi. Như ở Việt Nam thì việc đánh số đề được coi là một việc phạm pháp, thì ở nước Lào lại không có như vậy cô bác và anh chị. Nước Lào không có cái tình trạng là bán số kiến thiết, mà người dân người ta sẽ chơi số đề, chơi một cách công khai và minh bạch. Và để chứng minh được cái hình ảnh đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Ở phía sau lưng này đây là một cái bàn ghi số đề bằng điện tử một cách công khai. Và người ta sẽ in ra những cái tờ phiếu giữ gọi là cái biên lai. Để tìm hiểu thực tế, mời cô bác quý anh chị cùng lại đây ha. Trên cái bàn tờ số đề như thế này, người ta ghi rõ cái con số. Ví dụ đêm đó cô bác quý anh chị mà nằm chiêm bao mà thấy một cái con chó chẳng hạn. Ở Việt Nam thì con chó nó là nó số 11. À, thì người ta sẽ có hình một cái con chó trên bàn và người ta sẽ ghi là 11. Rồi hoặc là con gà là số con rắn đi là 32 và 72 ở Việt Nam, thì ở đây người ta ghi lên trên bàn. Và thậm chí là cô bác quý anh chị có thể đánh 2 con, 4 con, 6 con, tùy theo cái số lượng, tùy theo cái mình muốn đánh bao nhiêu con thì người ta sẽ trúng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu như mình trúng nhiều con thì mình sẽ được nhiều tiền và 2 con thì sẽ ít tiền. Và số ở đây chỉ sổ vào lúc 8 giờ tối thôi. Và đánh đến thời điểm bây giờ thì người ta còn bán. Và tí xíu nữa thôi thì người ta không còn bán nữa. Mời cô bác quý anh chị lại đây ha. Cảm ơn người bạn thân thương. Dạ. Rồi. Người ta có một cái máy in phiếu gãy gan là cái máy in phiếu tính tiền nha cô bác quý anh chị. À, và người ta in một cái phiếu ra gửi qua cho khách. Và người ta trúng thì thậm chí là rất là giàu to. Đây, để chứng minh về điều đó thì cô bác quý anh chị có thể thấy đó. Đánh một con này là sẽ trúng là 8.000 kiếp nè. Hai con này sẽ trúng 160.000 kiếp. Và con số thì người ta in là, ví dụ con số 26 là con khủng long hay con gì đó. Con 12 là con ngựa nè. 11 là con chó nè. Số 10 là con rắn nè. Con 09 là con trâu. 01 là con cá. Con cá là 01. Dạ. Con vịt là 03. Con 04 là con ngỗng. Con 05 là con sư tử. Con 06 là con ngựa cột. Con 07 là con heo. Con 08 là con thỏ. À, ở đây có tất cả là 40 con. Nhìn thấy khá là hay. Và cái việc này người ta sẽ đánh công khai. Thậm chí người ta có cái một cái cuốn sổ để mà người ta đánh số luôn này cô bác quý anh chị. Thấy không? Và đi một đoạn nữa thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị về xem cái cảnh mà người ta mua số là như thế nào. Ở đây nè, 5116111711, người ta đánh 115191 lần cho nhỏ, cho bự, cho lớn rồi cô bác quý anh chị. Thấy một hình ảnh khá là hay ha. Rồi bye bye, thank you. Ở Việt Nam thì được cấm, nhưng mà ở đây người ta đánh một cách công khai và minh bạch như vậy luôn á. Những cái con số như thế này nè, 1000 kiếp thì ra được là 8000 kiếp. Ở đây là hai con số đó. Và ở đây là 4 con nè, 2204 là 160.000 kiếp nè. À, cô bác quý anh chị thấy không? Và thậm chí là đây là một cái cách bày rất là lạ luôn. Và người ta bán vé số một cách công khai như thế này. Mình có thể đánh bình thường. À, và đó. Đó cái những cái con cái con vật người ta có số sẵn như thế này nè. Việt Nam, biết Việt Nam. Việt Nam. Và bạn này rất là dễ thương luôn. Thì cái cách đánh vé số này là một trong những người ta ở Lào á. Ở Lào á thì người ta sẽ không đánh vé số kiến thiết giống như là ở Việt Nam, nhưng mà thay vào đó thì người ta sẽ đánh những cái con số đề như thế này. Thì mình thấy ở đây là có con cua nè, 3979 nè. Đó, cua nhỏ, cua bự cô bác anh chị. Thì ở đây có con chuột nè. Phải không ta, phải con chuột không? Không biết, con nhện. À, con rắn. À, con rắn là 32, 72. À, rồi con chó. Con chó là 11, 55, 91. Rồi con cá. Cá là 01 nè. Đó, 04 nè. Rồi à, người ta lại đánh nè. Lụng. Kiện thật ra đây. Bó, lụng, ông Việt Nam đi xin. Ông Việt Nam, ông Việt Nam. Đuổi, khó lắm ạ. Bên đây ổ chết xàm hà. Chết xàm hà. Chết xàm tổ. Chết xàm hà, xàm. Ông Việt Nam bỏ. Rồi, ở tập tuần này ạ.
เลข 3 ตัว 3 นั่นแหละ 3 ตัวเอาตัว 5 3 น่ะโดย 2,000 353 953 2,000 kiếp có lắm à? Rồi người ta sẽ in ra một cái phiếu khi nào mà cái cô này đi trúng thì cô này sẽ được đi lãnh. À. Ở một cái tờ vé số người ta in ra. Dạ, dạ cho mọi người xem. À, mỗi con là ví dụ như cô này đánh ngày 12 tháng 8. À, số 953 là 2000 kiếp, các số còn lại 9953, 9993, 9913 đó. Có mã vạch đàng hoàng nha cô bác quý anh chị. Đánh số à? À đánh số ở Lào. Dạ. Dạ, người ta sẽ ghi ra một cái biên nhận về này, chị này sẽ em này sẽ giữ luôn. Rồi chào em ha. Bye bye. Ngay trung tâm của thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào. Nhưng mà Bùi Hồ rất là bỡ ngỡ là người dân của nước Lào đó họ rất là thân thiện, buôn bán thường hay giúp nhau. Và thậm chí là họ không bao giờ giành giật chèo kéo khách hàng. Đó là một cái điều mà Bùi Hồ rất là thích mỗi khi đặt chân đến đất nước Lào. Đây là các món ăn của đất nước Lào. Ở đây gồm có hột vịt lộn nè. Đây là cái gì cô không biết luôn. Ai, mà Lào là nổi tiếng với lại cái món là tum sụm. Dạ. Cái món mà tôm sụm gọi là đu đủ dầm á. Khi nói về ẩm thực của đất nước Lào á, và khi đến đây thì người ta thường hay giới thiệu cho Bùi Hồ ăn một cái món gọi là tôm sụm gọi là món đu đủ bằm á cô bác quý anh chị. Đây là hộp vịt lộn. Em biết hộp vịt hai viên lên. What is nói năm. Dạ. Năm bao nhiêu nương là kia năm nương. Đây là những cái món mà hoặc là những cái đồ mà chỉ có tại Lào thôi nha cô bác quý anh chị. Ở đây người ta có ốc nướng và ăn cái này luôn. Dạ. À ok, đúng rồi, sẽ nướng lên. Cái món này ăn được một lần ở chỗ ngay chỗ chợ Châm Ba Sắc, ngay chỗ chợ Đào Hương của người Việt á, ăn thấy rất là ngon. Đây là cà chua. Không phải cà pháo hay là gà tắc. Đó, anh này sẽ bỏ vô. Xong rồi nhà có thể học nấu ăn được luôn á. Nhưng mà đặc biệt là cái mắm ở đây rất là lạ so với cái mắm của nơi khác.
quyết là nằm ở chỗ đó. Nước mắm luôn. Và em sẽ bỏ đu đủ vô băm. Mình có kêu hai sâu ốc. Đây là một cái món mà Bùi Hồ được một anh Việt Kiều Lào giới thiệu cho dùng. Anh nói là ăn rất là ngon. Nếu như mà đi đến Lào mà chưa ăn cái món này á thì coi như là chưa đi đến Lào. Người ta sẽ nêm thử một tí. Nêm theo cái gia vị của người Lào á. Cả đều được nêm nếm chứ không phải là ngẫu nhiên mà có được ra người ta căn lượng sẵn. Đó. Ok rồi thì người ta sẽ bỏ vô cái vị dĩa. Món ăn lạ lắm. Ở trên đó thì mình thấy là để xin vô một ít rau nữa. Ở đây gồm có rau muống gì ạ? Cái em này là biết mình ở Sài Gòn luôn. Em hỏi là ăn theo kiểu Sài Gòn hay như thế nào. Sài Gòn. Sài Gòn ăn khác đúng không? Dạ, ngon quá nè. Bỏ vô một ít đậu phộng nữa. Ăn tại chỗ. Đây là cái món ốc nướng, người ta luộc lên xong rồi người ta nướng. Nhưng mà đặc biệt là ốc ở đây á thì nó rất là giòn luôn. Thơm ngon, có thả, vị ngọt ngọt. Họ không biết họ làm như thế nào á. Con ốc nó giòn lắm. Ốc cực kỳ giòn luôn cô bác quý anh chị. Còn sau như thế này mình mua là 5 kiếp. Nó chạy trăm ba sắc, ở đây không biết bán như bao nhiêu tiền. Món này gọi là... Cái này thì chắc mắm nhiều, không nhiều bằng kia à. Ăn một miếng nha. Cái mùi này nó không đặc sắc giống như là Bùi Hồ ăn ở trăm ba sắc. Không ngon bằng, nhưng mà vẫn có vị đặc biệt. Được rồi.